Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Ban biên tập chương trình xin gửi đến quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Ngày 23 tháng 10, Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có văn bản khẩn chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra công tác phòng cháy đối với các cơ sở tổ chức sự kiện đông người sau vụ việc hội trường đám cưới bị cháy khiến cô dâu chú rể cùng hàng trăm khách bỏ chạy ủy ban nhân dân huyện châu đức chỉ đạo xử lý giải quyết vụ hỏa hoạn tăng cường cảnh báo trong thời gian tới đồng thời ra soát những nơi tổ chức sự kiện đông người như nhà hàng tiệc cưới hội trường trung tâm hội nghị kể cả tổ chức tôn giáo huyện sẽ cương quyết dừng hoạt động các cơ sở không đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy yêu cầu thực hiện ký cam kết trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy khi tổ chức hoạt động tập trung đông người Lực lượng công an được giao tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở tôn giáo tổ chức cá nhân liên quan. Các đơn vị cho thuê mặt bằng tổ chức các hoạt động đông người phải đảm bảo các điều kiện phòng cháy chữa cháy chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân huyện nếu để xảy ra rủi ro. Trước đó, trưa ngày 22 tháng 10, đám cháy hy hữu xảy ra tại hội trường giáo sứ Xuân Sơn khiến hàng trăm khách mời tới dự tiệc cùng gia đình cô dâu chú rể, một phen hoảng loạn khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, khi khách mời đang ăn uống, thì từ phía giàn nhạc ở sân khấu xảy ra sự cố và lửa bùng cháy. Lửa cùng khói lan ra khắp sân khấu và nhanh chóng bao phủ toàn hội trường. Lúc này trong hội trường khoảng hơn 500 khách mời. Thấy lửa bùng lên, hàng trăm khách bỏ chạy tán loạn. Lực lượng dân phòng cùng công an xã Xuân Sơn nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy tại chỗ nhưng ngọn lửa lan quá nhanh. Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Châu Đức đã điều 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy tới hiện trường tham gia chữa cháy. Đến khoảng 13 giờ 15 phút, hỏa hoạn được khống chế, tuy nhiên bàn ghế, cùng thức ăn đồ uống và toàn bộ hệ thống âm thanh ánh sáng trong hội trường đều bị ngọn lửa bao trùm và thiêu rụi hoàn toàn. Sự việc khiến một người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính lên tới hàng tỷ đồng.